Ngọc Châu cập nhật tình hình tại Mỹ ghi điểm cực mạnh với Miss Universe, ẵm hết spotlight của đối thủ. Ngọc Châu đã đến xứ cờ hoa để chinh phục giấc mơ Hoa hậu Hoàng Vũ, đem theo niềm tin yêu của người hâm mộ và nỗ lực nhằm mang về chiếc vương miện mà hàng triệu cô gái mơ ước. Các chuyên trang về Hoa hậu dự đoán rằng mùa giải năm nay hội tụ nhiều quái vật 3.000 máu có thể làm khó nàng hậu xứ Việt. Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu đã có buổi live stream với người hâm mộ sau khi chính thức nhập cuộc tại Miss Universe 2022. Tại buổi live stream, Ngọc Châu cho biết hiện tại sức khỏe của cô rất tốt, thoải mái khi nhập cuộc và được mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều. Người đẹp cũng chia sẻ thêm rằng tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ chăm sóc thí sinh tốt nên cô cũng không có quá nhiều lo lắng. Ngọc Châu cũng chia sẻ phần thi bikini, cô chọn tông màu chủ đạo là màu cam, tương tự bộ casting tại Miss Universe Việt Nam 2022. Đặc biệt, phần áo choàng khi kết hợp với bikini được ekip Miss Universe và các mama nhận xét tốt vì quá nổi bật và khác với các đại diện khác khi đi fitting trang phục. Được biết, Miss Universe năm nay có 85 đại diện trong danh sách và Ngọc Châu ở vị trí 85 cuối danh sách. Cô sẽ ở cùng với đại diện đến từ Nhật Bản. Từ Mỹ, Ngọc Châu có vô vàn tâm sự muốn nhắn gửi đến khán giả quê nhà và người thân bạn bè luôn ủng hộ cô. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Châu sẽ chính thức bước vào hành trình mới, hành trình chinh phục giấc mơ lớn của cuộc đời mình mang tên là Giấc mơ Hoàng Vũ. Với Châu, đây không phải giấc mơ của riêng mình mà là giấc mơ của cả Việt Nam, một giấc mơ lớn mà ai trong chúng ta đều mong muốn thực hiện được. Và Châu sẽ cố gắng hết sức mình để hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần nhất trên sân khấu Hoa hậu Hoàng Vũ 2022. Ngọc Châu xúc động chia sẻ, thể hiện sự quyết tâm cao độ trong chặng hành trình cuối để chạm tay tới mục tiêu lớn. Trước đó, và sắc đẹp Việt cũng đứng ngồi không yên với khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Châu đã chính thức gia nhập đường đua giành lấy vương miện tại Miss Universe 2022. Ngày đầu tiên nhập cuộc, nàng hậu chọn outfit được lấy cảm hứng từ chiếc áo yếm gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày xưa. Ngay khi vừa đến nơi, cô đã thu hút sự quan tâm chú ý của các phóng viên nước ngoài. Cùng với Ngọc Châu, đại diện Ấn Độ và Thái Lan cũng đã xuất hiện tại sảnh khách sạn. Nếu như người đẹp Ấn Độ chọn phong cách thanh lịch trưởng thành, thì Hoa hậu Hoàng Vũ Thái Lan Anna Singham-Iam lại chọn bộ jumpsuit quay quyến rũ. Nhưng spotlight trong bức ảnh chắc chắn thuộc về Ngọc Châu. Đại diện Việt Nam chọn outfit thanh thoát nhẹ nhàng tựa đóa sen hồng. Cô cũng trang điểm với son đỏ nổi bật thay vì tông nude như thường thấy. Điều này đã khiến Ngọc Châu trông rực rỡ và lấn át những đại diện khác. Hình ảnh khởi đầu đầy lộng lẫy của người đẹp Tây Ninh đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả tại quê nhà. Bình luận của khán giả, Ngọc Châu sáng nhất, chơi nguyên cây đỏ không nổi bật thì hơi phí. Cả ba chị đều đẹp nhưng spotlight chuyến này của chị Châu rồi. Ưng layout này của chị Châu quá, tự trang điểm xịn quá chứ lại. Ngọc Châu xin tạm spotlight hôm nay rồi, đồ của bà quá nổi bật. Rất nhiều đối thủ tỏ ra ấn tượng với Ngọc Châu và dành nhiều mỹ từ cho cô gái sinh năm 1994. Ở phương xa, cô chia sẻ, điều quan trọng là Châu phải giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực vì hơn hết đây là giấc mơ của Châu đã ấp ủ từ rất lâu. Với tâm thế là một người con gái Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế, Ngọc Châu cũng thể hiện sự thân thiện, gần gũi đối với mọi người. Những khuôn hình fan nhí chụp cùng cô đã thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của Ngọc Châu dành tặng cho các em. Mới ngày đầu chào sân, nhưng hiệu ứng về truyền thông như vậy đã là rất tốt. Khoảng thời gian còn lại từ đây tới chung kết không còn nhiều, hậu phương quê nhà vẫn mong chờ những outfit tiếp theo của Ngọc Châu. Hy vọng cô không làm mọi người thất vọng và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo để duy trì chuỗi in top 4 năm mà đàn chị Hồ Hèn Nhiê, Hoàng Thùy, Khánh Vân, Kim Duyên đã xác lập.